Hello, xin chào các bạn. Tôi là Chu Huy Cường, là một nhà huấn luyện và đào tạo về kinh doanh thương mại. Khát vọng cháy bỏng trong cuộc đời của mình đó là có thể hội tụ huấn luyện và đào tạo 1.102 thủ lĩnh kinh doanh thương mại xuất chúng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cái sự nghiệp kinh doanh thương mại, một cái đế chế về kinh doanh thương mại để phát triển khắp giải đất hình chữ S và đưa những thủ lĩnh kinh doanh thương mại tuyệt vời nhất của Việt Nam, những con người rất là giàu trí tuệ, giàu tình yêu thương, chúng ta sẽ phát triển ra khắp thế giới này. Và đây là cái video số 2, Cường sẽ chia sẻ về cái bài 2, nó liên quan đến tư duy. Trong bài 1 chúng ta hình dung rồi, chúng ta muốn thành công trong bất cứ một công việc gì thì đầu tiên phải có tư duy đúng. Từ tư duy đúng chúng ta sẽ biết học kiến thức đúng, từ tư duy đúng chúng ta mới lựa chọn được công cụ đúng và chúng ta sẽ thành công. Thế còn bài số 2 là chúng ta sẽ trả lời một cái câu hỏi vô cùng quan trọng, và nếu mà hiểu được cái câu hỏi này đó, thì cái việc của chúng ta nó sẽ trở nên vô cùng đơn giản, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Câu hỏi này đó là tại sao Siberi lại trả tiền cho bạn? Đó. Thế thì mình hợp tác với đối tác đó là tập đoàn sức khỏe Siberi, thì mình phải biết chính xác là tại sao Siberi lại trả tiền cho bạn, và mình phải hiểu được một cách chính xác là mình và đồng đội của mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và nó đến từ đâu, và bao nhiêu trong số các bạn muốn có cái câu trả lời đó. Các bạn sẽ chờ một chút. Đó, thì hình dung như này, trong kinh doanh thông thường, từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng thì phải có quảng cáo, tiếp thị, bán buôn và bán lẻ, đúng không ạ? Đấy, và thực tế cái kinh doanh truyền thống ấy, thì nó mới là kinh doanh đa cấp về giá đấy, bởi vì nó trải qua quảng cáo, tiếp thị, bán buôn, bán lẻ đấy, nó có đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi vân vân đấy, đến những cái cửa hàng bán lẻ. Và người tiêu dùng là người phải chịu bao nhiêu? 100%, đúng không phải nè? 100%. Đấy. Lấy ví dụ một cái giá chai La Vie chúng ta uống ở một cái quán vỉa hè nó khác đấy, chúng ta mua uống ở nhà hàng nó khác, chúng ta vào khách sạn 5 sao nó khác, cùng một cái chai La Vie đó đấy, nhưng mà có thể bạn mua 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 một cái chai La Vie đó. Thế thì và nó do cái khâu này, cái khâu trung gian này đấy, cho nên ấy là bản chất thực tế sản xuất một cái chai La Vie bao nhiêu tiền chúng ta cũng không biết được, nhưng chắc chắn là sao, cái chi phí trung gian cho quảng cáo, tiếp thị, bán buôn, bán lẻ nó rất là cao đấy, và người tiêu dùng phải chịu 100%, đúng không? Thế còn Siberi thì nó rất là đơn giản. Siberi ấy là nó cắt gần như toàn bộ cái này, nó cắt toàn bộ cái khâu trung gian này để nó trả tiền cho ai? Siberi sẽ trả tiền cho ai? Sẽ trả tiền cho bạn và những con người tin đi theo bạn, đúng không? Ví dụ 525, 125, 625, 3125, 15625, vân vân. Đấy, có nghĩa là không trả tiền cho quảng cáo, tiếp thị, bán buôn, bán lẻ, và trả tiền cho bạn, và bạn và tất cả những người đi theo bạn đều cùng mua tại nhà sản xuất công ty Siberi ở Việt Nam. Đó là một công ty 100% vốn nước ngoài, cũng chính là hãng sản xuất, đúng không? Đấy, bạn sẽ mua trực tiếp tại nhà sản xuất đấy, và bạn cũng là người tiêu dùng. Thế thì điều đầu tiên mình cần phải hiểu là tại sao Siberi trả tiền cho bạn,
Bởi vì thay vì trả tiền cho quảng cáo, tiếp thị, bán buôn, bán lẻ, công ty sẽ trả tiền cho bạn là người tiêu dùng yêu sản phẩm, và sản phẩm nó đi vào trái tim đấy, và bạn chia sẻ cho những người tin đi theo bạn, cùng kinh doanh với bạn, hoặc là bạn chia sẻ cho người tiêu dùng thậm chí. Đấy là lý do đầu tiên mình cần phải biết là tại sao Sivri trả tiền cho bạn đấy. Và chúng ta biết là hiện nay là công ty dành tối đa 40% doanh thu đấy, để chi trả cho bạn và những người kinh doanh, cùng kinh doanh với bạn. Tức là thay vì chi trả vào cái khâu trung gian này thì họ dành 40% doanh thu để chi trả cho bạn và những người tin đi theo bạn. Đấy là cái điều đầu tiên mình cần phải nắm được. Cái thứ hai, thế thì bây giờ mình phải biết là làm nào để mình có nhiều tiền ở Sivri, làm nào để mình có 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, vân vân, nhiều hơn thế nữa, đúng không? Một tháng thì mình phải biết tập trung vào đâu đấy. Và cái tam giác này nó sẽ chỉ đúng với Sivri và nó sẽ không đúng với các đối tác khác. Thế thì 80% bạn sẽ có tiền ở Sivri đó là do việc bạn học và dạy, huấn luyện, đào tạo, dẫn dắt và lãnh đạo người khác, lãnh đạo đội nhóm, lãnh đạo tổ chức kinh doanh. 18% là bạn có tiền từ việc tìm đối tác kinh doanh cùng với mình, giúp cho các tư vấn viên của mình tìm các cái đối tác kinh doanh cùng với mình. Và 2% nó liên quan đến việc bán hàng. À, sẽ có rất là nhiều bạn bảo ô thế tại sao mà bán hàng nó chỉ có 2%? Đó chính là một điều thú vị của Sivri, đó là một điều bí mật của Sivri, và các bạn hãy tìm hiểu đó, và dần dần chúng ta sẽ có câu trả lời. Đấy, cho nên từ cái việc này chúng ta sẽ có kiếm được tiền nhiều từ cái việc mà học để dạy lại, dẫn dắt, huấn luyện, đào tạo, lãnh đạo người khác, đúng không? Thì chúng ta sẽ có nhiều tiền. À, và để chúng ta muốn có người để chúng ta dạy, muốn có người để chúng ta huấn luyện đào tạo, muốn có người để lãnh đạo thì chúng ta cần phải tuyển dụng, hay là cần phải sao nó chính xác hơn, đó là cần phải tìm đối tác, những người thích có ô tô này, những người thích sức khỏe này, những người thích giúp đỡ người khác này, những người thích tự do tài chính này, những người mong muốn có thu nhập lợi nhuận gấp đôi, gấp ba, gấp năm này, những người muốn phát triển kinh doanh khắp cả nước và vươn ra toàn thế giới này. Đấy, theo bạn có thể tìm được những người như vậy không? Đúng không? Rồi mỗi người sẽ sử dụng sản phẩm và bán một ít, đúng không? Cho nên là cái công việc này nó chỉ có 2%, và đây chính là lý do 80%, đây là chính là lý do mà tại sao cái câu hỏi tối quan trọng số 2 là gì, là cái đích cuối cùng của một nhà kinh doanh theo mạng là trở thành ai, chính là trở thành nhà thầy cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng, đúng không? Thế cho nên là muốn để trở thành thầy cô giáo, mình muốn dạy được người khác thì mình phải học hành rồi chỉ lại, chia sẻ lại, phải thấy chưa? Thế cho nên là cái con đường này nó rất là tuyệt vời, mình sẽ trở thành trainer, mình sẽ trở thành thầy cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng. Đấy, và bao nhiêu trong số các bạn muốn và quyết định sẽ cùng với Cường xây dựng một đế chế kinh doanh thì hãy học tập và rèn luyện trở thành thầy cô giáo và thủ lĩnh truyền cảm hứng. Chính vì vậy mà cái thời gian dành cho học tập hướng dẫn người khác, học hành hướng dẫn người khác, học hành đào tạo, học hành huấn luyện, học hành lãnh đạo là vô cùng quan trọng. Và bạn nào mà muốn thành công trên con đường đi này, chỉ cần nếu mà không học theo hệ thống, đúng không? Bạn không bao giờ thành công được đâu. Đấy, cho nên bạn phải hết sức lưu ý, bởi vì đây nó liên quan về tư duy, đúng không nào? Đấy, cho nên là nếu như người hướng dẫn của bạn bảo là tối thứ tư, tối chủ nhật vào học Zoom 21 giờ thì hãy vào học Zoom và đừng có lý do gì hết. Nếu người tư vấn viên, người hướng dẫn của bạn nói rằng bạn phải đến sự kiện này
đến Rick Cam, đến với đại hội kinh doanh của công ty này, đến với chương trình đào tạo nhà đào tạo này, đến với chương trình trại chiến binh S9, đến với chương trình trại lãnh đạo kiệt xuất này, đến với chương trình nhà đào tạo bậc thầy vân vân. Đấy, thì bạn hãy có mặt đó. Và thành công là gì? Thành công là đặt mông ở sự kiện thì bạn mới có thể học và trở thành nhà đào tạo được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái video số 3. Đấy, thế cho nên rồi các bạn hãy lưu ý cái bài học ngày hôm nay nó liên quan đến tư duy rất là quan trọng. Nếu mà bạn nghe một lần chưa hiểu, bạn lôn lại và bạn nghe đi nghe lại. Và cách học nhanh nhất các bạn muốn biết là gì không? Đó là cái cách mình học rồi hướng dẫn người khác, mình sẽ học rất là nhanh. Và nếu như bạn hướng dẫn 10 người, bạn đã bắt đầu trở thành bậc thầy đào tạo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video số 3. Bye bye.